Kinh văn diễn thuyết chính pháp tới tướng của Phạm Hạnh, tán rằng đây là tán dương pháp thắng diệu hiếm có. Du Già quyển 83 nói rằng có đủ 10 đức: một, sơ thiện chỉ lúc nghe sẽ sinh hoan hỷ; hai, trung thiện chỉ lúc tu hành không có gian khổ vì lìa xa nhị biên đi vào trung đạo mà tu hành; ba, hậu thiện chỉ cực cứu cánh vì lìa chư cấu, cho đến nhất thiết cứu cánh vì lìa dục là cứu cánh cuối cùng, pháp tính lìa cấu nên người học được nó cũng lìa cấu, vì thế nên tu hành rốt ráo sẽ đắc quả ly cấu. Cho nên trí độ luận nói rằng tán dương bố thí là sơ thiện, tán dương chỉ giới là trung thiện, tán dương nhị quả báo sinh thiên tịnh độ gọi là hậu thiện. Lại nói thanh văn độc giác đại thừa cũng gọi là tam thiện. Kinh Bảo Khiếp nói biết khổ đoạn tập thì gọi là sơ thiện, tu chính đạo gọi là trung thiện, chứng diệt gọi là hậu thiện. Đó gọi là sơ trung hậu thiện của thanh văn. Nếu chẳng bỏ tâm bồ đề, chẳng nghĩ tới thừa dưới, hồi hướng nhất thiết trí thì đó gọi là sơ trung hậu thiện của Bồ Tát. Nay y theo Du Già là chính. 4. Văn xảo, văn hay. Đây gọi là ngôn ngữ xảo diệu, có nghĩa khéo dùng ngôn từ mà điểm xuyết danh thân vân vân, cho đến 8 ngữ cụ đều viên mãn. 5. Diệu nghĩa, đây gọi là ý nghĩa sâu xa, có nghĩa là có thể dẫn phát lợi ích an lạc. 6. Thuần nhất, ở đây gọi là thuần nhất không tạp, có nghĩa chẳng có gì chung với ngoại đạo, chỉ có Phật Pháp mới có, còn ngoại đạo thì không. 7. Viên mãn, ở đây gọi là cụ túc, vì là vô hạn lượng, là tối tôn thắng, vì ý nghĩa phong phú hơn trội nên gọi là viên mãn. 8. Thanh tịnh, có nghĩa là tự tính giải thoát, đi vào một sát na tự thể giải thoát, hoặc pháp tự tính giải thoát. 9. Tiên bạch, mới mẻ, trong trắng, có nghĩa là tương tục giải thoát, dù nhiều sát na cũng giải thoát, hoặc học pháp đó cũng được giải thoát. 10. Phạm hạnh, có nghĩa là 8 thánh đạo, diệt đế gọi là phạm, đạo đế gọi là hạnh. Lấy diệt làm nhân cho nên đầy đủ 8 thánh đạo gọi là tướng phạm hạnh. Cần phải biết rằng đạo này được nói rõ rằng 4 loại diệu tướng là thuần nhất vân vân, đó là tướng phạm hạnh. Trong 4 loại này, thứ 6 là thuần nhất không tạp, thứ 7 là cụ túc, thứ 8 là thanh tịnh, thứ 9 là tiên bạch. Còn các thứ khác cứ theo đúng như lời văn có thể hiểu được, về nghĩa cũng giống như những điều đã nói trong kinh mới dịch. Kinh văn, vì hạng cầu thanh văn tới thành nhất thiết trùng trí, tán rằng đây là tán dương sinh lợi ích hiếm có Phật xuất thế chỉ thuyết một pháp, hoặc chẳng thuyết pháp, nay thuyết ba thừa nên gọi là hiếm có, hy hữu. Chữ ứng có hai âm đọc là ưng và ứng, ưng đương ứng khế, có nghĩa là phải tùy theo cơ duyên căn khí mà thuyết pháp, tức là phải thuyết pháp tương đương ứng hợp với căn khí. Căn tính của chúng sinh có ba loại hạ trung thượng, loại chỉ biết chung về nhân quả nhiễm tịnh tứ đế, đó là loại kém nhất thì được gọi là thanh văn. Loại biết chung về nhân quả sinh tử 12 nhân duyên là loại chung thì được gọi là duyên giác. Loại năng hành nhị lợi chung riêng đều biết tu hành căn cứ vào lục độ, cứu cánh làm Phật thì gọi là Bồ Tát sẽ thành trùng trí. Bích Chi Ca Phật Đà ở phương đây gọi là độc giác, gọi tắt là Bích Chi Phật. Kinh văn, thứ nữa lại còn có Phật tới họ là Phả La Đọa, tán rằng điều thứ hai ở đây là giải đáp về hậu thắng diệu mà luận gọi là hiện kiến thắng diệu nhân, vì chư Phật Bồ Tát tự thiện tự thị hiện thụ dụng thắng danh tính vân vân nên gọi là thắng diệu. Văn có 4 diệu, ở đây có 2, 1 danh đồng diệu, 2 tính đồng diệu. Phả La Đọa là một trong 18 họ Bà La Môn. Kinh văn, Di Lặc cần phải biết tới sơ trung hậu thiện, tán rằng đây có 2 diệu, 3 hiệu đồng diệu, 4 pháp đồng diệu, chỉ nói qua về 3 đức mà quán thông cả 7 đức khác. Kinh văn, vị Phật cuối cùng tới có 8 vị vương tử, tán rằng dưới đây là đoạn thứ 3, là ủy trần đồng sự đáp, có 5 nhân. Một thụ dụng đại nhân, hai nhiếp thủ chư Phật truyền pháp luân nhân, ba thiện kiên thực Như Lai pháp luân nhân, bốn năng tiến nhập thân, năm ức niệm nhân. Ở trong này chia làm 2, một nhân đầu là Phật tại Tuyên Dương, Phật Hoàng Dương Đạo Pháp khi còn tại thế.
Hai, bốn nhân sau là nói về việc tiến hành giáo hóa sau khi Phật nhập diệt. Vì về thụ dụng đại nhân luận giải thích rằng, thời ấy vương tử thụ thắng diệu lạc, nhưng ai nấy đều xả bỏ mà xuất gia. Thêm nữa đại chúng đó trong thời gian ấy chẳng sinh lòng mỏi mệt chán nản. Đại ý trong đoạn văn giải thích về thụ dụng nhân này là có hai loại thụ dụng. Một là tại gia thì thụ dục lạc, hai là xuất gia thì thụ pháp lạc. Văn này có bốn ý. A. Thị tướng giống nay. B. Tuyên bố nhập diệt giống nay. C. Sẽ thụ ký thành Phật. D. Hiện nhập Niết Bàn. Thị tướng giống nay có 6, không có sơ tự phần thành tựu, còn 6 thứ khác thì giống như các sự trong phẩm tựa kinh này. Sự thứ nhất, giống chúng thành tựu ngày nay. Sự thứ hai, nhật nguyệt đăng minh thời đó, giống thời thành tựu ngày nay. Sự thứ ba, thuyết rằng, giống uy nghi thành tựu ngày nay. Sự thứ tư, bấy giờ Như Lai phóng từ giữa lông mày, thuyết giống thuyết nhân thành tựu ngày nay. Thứ năm, sự thứ năm, Di Lặc nên biết rằng bấy giờ trong hội có 20 ức Bồ Tát giống dục văn thành tựu ngày nay. Sự thứ sáu, bấy giờ có vị Bồ Tát tên là Diệu Quang giống với đáp thành tựu ngày nay. Trong mục giống chúng thành tựu có hai, một là tại tục, hai là xuất gia. Trong tại tục lại có ba ý, một là nêu rõ là đã có con, hai là liệt kê ra 8 tên, ba là nói rõ vương hóa, sự giáo hóa của vua. Đây là khoản đầu, muốn nêu rõ ràng là chư Phật ắt có con trước rồi mới xuất gia. Để hàng phục những kẻ muốn hưởng thụ dục lạc thế gian nên thị hiện dục lạc chẳng đáng báu gì và tỏ rõ Phật có thể có đầy đủ mọi đức của bậc trượng phu. Vì cũng như trong kinh Cổ Âm Vương, Phật A-di-đà cũng có vợ con. Kinh văn, vị thứ nhất tên là Hữu Ý, tới vị thứ tám là Pháp Ý. Tán rằng đây liệt kê ra 8 tên chia làm 4 cặp. 1. Cặp Đại Trí, Đại Bi. 2. Cặp Liễu Hữu, Liễu Không. 3. Cặp Tiến Thiện Phá Ác. 4. Cặp Đạt Ngụy, Tri Chân, Phối Trí đúng như thứ tự. Kinh văn, 8 vị vương tử tới ai nấy đều thống lĩnh tứ thiên hạ. Tán rằng đây thuyết minh về vương hóa, sự giáo hóa của Luân Vương. Hỏi, không một thế giới nào mà lại có hai Luân Vương, cớ sao nay lại nói là ai nấy đều thống lĩnh tứ thiên hạ? Đáp, này giải thích là 8 người con đó nối tiếp nhau mà thống lĩnh, chứ chẳng phải trong cùng một lúc. Song cứ theo nghĩa mà hiểu thì kiếp giảm Phật ra đời, kiếp tăng Luân Vương mới xuất hiện. Hỏi, tại sao Phật đó có con làm Luân Vương? Đáp, đó chính là họ đáng được nối tiếp nhau mà lần lượt làm vua tứ thiên hạ. Cũng như Phật Thích Ca đáng làm Kim Luân Vương, chứ chẳng phải là thực sự đã làm vì kiếp giảm dần. Do đó mà tăng tới 8 vạn năm, vua Tương Khư mới ra. Kiếp thứ 10 bắt đầu giảm thì Phật Di Lặc mới ra. Luân Vương mệnh dài nên thấy Di Lặc hoặc báo Phật này khác với hóa Phật, vì báo Phật chưa hẳn đã xuất hiện trong kiếp giảm, nên có thể có con làm Luân Vương. Diệu Quang giáo hóa 8 người con đó kiên cố bồ đề được nhập bát địa, cho nên biết rằng báo Phật cũng làm Bồ Tát. Trước tiên thuyết kinh Vô Lượng Nghĩa cho hàng Bồ Tát xong, sau đó mới thuyết kinh Pháp Hoa cho hàng Thanh Văn. Kinh văn, các vị vương tử này tới cũng theo xuất gia. Tán rằng đây là thuyết minh về việc xuất gia có 3 ý. 1. Hình thì theo bạn chân chính. 2. Hạnh thì xuất ly trần nhiễm. 3. Được gặp duyên lành, kiên tu phúc tuệ. Ý đầu trong này là bỏ ngôi Luân Vương, như người giàu cởi dép hăm hở xuất gia, như người nghèo được báu khoan khoái thoải mái, vì đã trừ bỏ được mọi giăng mắc ràng buộc. Kinh văn, phát ý đại thừa tới đều là pháp sư. Tán rằng đây là hạnh xuất ly trần nhiễm, đã phát đại tâm hàng siêu trì giới hay tuyên thuyết diệu lý, đều là pháp sư. Phát tâm có nghĩa là chủ định, phạm hạnh tức là trì giới, pháp sư tức là có đủ tuệ, đủ ba tạng rồi. Kinh văn, đã vun trồng các cội lành ở nơi ngàn vạn Phật. Tán rằng đây là gặp được duyên lành, kiên tu phước tuệ. Kinh văn, bấy giờ nhật nguyệt tới được Phật hộ niệm. Tán rằng đây là sự thứ hai, tức một thời thành tựu giống ngày nay. Thuyết kinh Pháp Hoa trước tiên ắt thuyết kinh Vô Lượng Nghĩa, nên gọi là đến lúc thị hiện vì Bồ Tát mà thuyết. Kinh văn, thuyết kinh này xong tới thân tâm chẳng động. Tán rằng đây là sự thứ ba, vì nghi thành tựu giống ngày nay có ba ý. 1. Phật nhập định. 2. Khí thế gian. 3. Hữu tình thế gian. Đây là phần đầu. Kinh văn,
Bấy giờ trời mưa, tới sáu lại chấn động, tán rằng đây là khí thế gian. Kinh văn lúc đó trong hội tới nhất tâm quán Phật, tán rằng đây là hữu tình thế gian. Kinh văn bấy giờ Như Lai tới các cõi Phật đây, tán rằng đây là sự thứ tư thuyết nhân thành tựu giống ngày nay. Có ba, một phóng quang, hai chiếu cảnh, ba sở kiến. Các cõi Phật đó giống như nay đang thấy các cõi Phật đây. Kinh văn Di Lặc nên biết tới ưa muốn nghe Pháp, tán rằng đây là sự thứ năm dục văn thành tựu giống ngày nay. Có hai ý: A, ưa muốn nghe Pháp; B, muốn biết duyên do phóng quang. Đây là phần đầu. Hỏi: vì cớ gì mà ngày nay khi Phật Thích Ca phóng quang thể hiện điểm lành thì bốn chúng sinh nghi ưa muốn nghe Pháp và muốn biết duyên do phóng quang, còn khi xưa Phật đăng minh thuyết Pháp thì chỉ có Bồ Tát ưa muốn nghe, như vậy là khác với ngày nay? Đáp: đây là căn cứ vào bản vị mà gọi chung là bốn chúng. Kia thuyết người phát tâm đại thừa thì đều gọi là Bồ Tát. Ngoài ra đây nếu hạng kém hơn nên chỉ gọi là bốn chúng. Kia nếu hạng nổi trội hơn nên gọi là Bồ Tát. Trong bài tụng ở dưới nói rằng bấy giờ bốn bộ chúng cho tới sự này nhân duyên gì, cho nên biết rằng cũng là bốn chúng dự hội, nhưng tùy thời mà nêu lên có khác. Như kinh nói về tám vị vương tử, lấy đó làm chúng thành tựu vì nêu hạng nổi trội. Hơn nữa, kia thực là Bồ Tát hóa hiện, nên nói là báo thân hóa độ bốn chúng. Còn đây thực là hóa thân hóa độ bốn chúng. Kinh văn: các Bồ Tát đó tới nhân duyên vì sao? Tán rằng muốn biết nhân duyên phóng quang, suy tìm người giải đáp. Chữ vi trong cụm từ sở vi nhân duyên hiểu theo hai âm bình thanh, vi, khứ thanh, vị đều được. Kinh văn: bấy giờ có Bồ Tát tới 800 đệ tử, tán rằng đây là sự thứ sáu đắc thành tựu giống ngày nay. Có bốn ý: một, quyến thuộc truyền đăng; hai, nhân thuyết kinh này; ba, thời gian dài ngắn; bốn, đại chúng an lạc. Đây là phần đầu. Kinh văn: bấy giờ nhật nguyệt đăng minh Phật tới Phật sở hộ niệm, tán rằng đây là ý thứ hai. Nhân thuyết kinh này, Phật Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa, nhân ngài Di Lặc hỏi. Rồi ngài Văn Thủ đáp: Phật đăng minh thuyết kinh Pháp Hoa, nhân đại chúng ưa muốn nghe Pháp và vì ngài Diệu Quang mà thuyết. Cho nên trong tụng nói rằng Phật tử tăng muội khởi dậy tán thán Diệu Quang khiến được hoan hỷ, tức nhân Diệu Quang mà thuyết kinh Pháp Hoa. Hơn nữa ngày nay Phật Thích Ca giáo hóa bốn chúng ưa nghe, nhân Thu Tử mới thuyết. Phật đăng minh xưa giáo hóa Bồ Tát ưa nghe, nhân Diệu Quang mới thuyết. Nay Phật tử định khởi dậy chính là bảo với Thu Tử và chúng thanh văn theo trí tuệ sâu tương ứng với Phật. Phật kia tự định khởi dậy chính là bảo Diệu Quang và chúng Bồ Tát theo trí tuệ sâu tương ứng với Phật. Đây là thanh văn, kia là Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa còn có kinh giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hội Niệm với kinh vô lượng nghĩa danh tự chẳng khác. Song vì muốn nêu bật mặt lợi ích nào của thể nghĩa, vì tùy căn cơ đốn hay tiệm mà mong mỏi có sự khác nhau, sự báo hóa cũng khác nhau, nên chẳng gọi là vô lượng nghĩa như trên đã giải thích. Nhưng đó là thị hiện để giáo hóa các thanh văn cũng không sai, hoặc thuyết hóa thân, thực hóa thanh văn, thuyết các sự nổi trội khác, tức thuyết báo Phật cũng không sai. Kinh văn 60 tiểu kiếp tới cho là như trong khoảng một bữa ăn, tán rằng đây là ý thứ ba. Thời gian dài ngắn luận giải đã lấy ngày tháng năm làm kiếp nên gọi là tiểu. Chẳng thể nảy sinh sự phân biệt khác, chỉ là Phật quan sát chúng sinh căn cơ chín muồi, đại chúng tình cảm ưa muốn nghe Pháp sâu sắc nên có thể nghe Pháp trong thời gian rất lâu mà tâm Pháp lạc đến cực độ. Bởi vậy nên nói là như trong khoảng một bữa ăn, cũng giống như chuyện của thế gian xem tiên đánh cờ mà cán diều cầm trong tay đã mục. Kinh văn: trong chúng bấy giờ tới mà sinh lười nhác mệt mỏi, tán rằng đây là ý thứ tư. Đại chúng an lạc, Pháp thực giúp cho việc tu trì thiền duyệt sinh ra hỷ lạc, hết mọi nghiệp phược thô trọng thì làm gì mà sinh ra lười nhác mệt mỏi được. Giải: có nghĩa là lười, quyện có nghĩa là mệt mỏi. Chữ quyện có chỗ viết bộ tâm đứng, không có căn cứ. Kinh văn: nhật nguyệt đăng minh tới vô dư niết bàn,
tán rằng: Trên đây